Nhưng bên thiên tâm Tự đốt đuốc đi nha quý vị Kỳ chỉ là người chỉ đường thôi quý vị phải tự đi á Và Phải có bi Phải có tấm lòng từ bi Và phải có trí tuệ Và phải có dũng Giới định tuệ Cuối cùng cái, cái 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 trí lực của mình nó sẽ sanh ra thần thông chứ không phải như bây giờ mình tu theo đàn theo đốm theo nhóm À, thầy biểu gì thì cả đám cờ gật cờ gù vô nhà thờ con cha kêu gì cả đám con chiên dạ dạ cái đó về bản thân mình với thần hồn riêng cá nhân của mình khi mình chết cả người thân con của mình chồng của mình vợ của mình cũng không có giúp gì được mình khi mà bác sĩ rút ống ra khỏi lỗ mũi Thần hồn mình lúc đó bỏ lại tất cả chỉ có nghiệp và phước để mình đem theo mà thôi Dầu cho người đó bỏ lại thế gian hàng nghìn nghìn tỷ đô la Cũng chẳng có giúp ích gì được gì trong lúc đó Nên nhớ kỹ cái thân hồn là của mình Tự mình phải lo Phải có chánh kiến, bi và dũng Đó là đạo thiên tâm Và đồng thời á, là tự đốt đuốc đi Kinh thiên tâm đã ra đời Cha mẹ đã đã để kinh địa mẫu vô đó để đọc Để nhớ cha nhớ mẹ để biết là những lời của cha mẹ nói hàng nghìn năm kinh địa mẫu có từ thời quan tự ở bên tàu khoảng một ngàn mấy năm về trước Vô nước việt người tàu dịch cái tiếng việt và đồng thời một số người sửa kinh đó rồi phạt thược phạt thưởng phạt hành tội trong đó không có đúng đến sau này trên mấy chi vị mới chỉnh lại hôm nay kinh địa mẫu nằm trong kinh thiên tâm cộng với không vô khuya của bên đại thừa tu theo di đà văn âm tức là tất cả uh, chùa không có sai kinh điển cũng không có sai chỉ có người làm sai đó, thì mình vẫn tu tập y như những gì mình đã từng tu nhưng mà phải biết thêm cha thêm mẹ là cọp thêm cánh chứ mình không có uh, có chỉ tu đại thừa mà mình không có biết cha biết mẹ thì mình muốn đi về trời mà thoát luôn rồi sanh tử thì hơi khó đó nha là vì mình bị cái bệnh chấp á và mình cái sự hiểu biết của mình chỉ có nắm lá nó không phải là một rừng lá à, quý vị thấy cái chút nào kiệt quên cái là cũng nắm lá huống chi ở đây nó quá trời lá luôn có thùng phi lá luôn á đó. đó là việc nhắc lại cái dấu này là của đức